da bạn chưa được hồng hào. Vậy thì Win sẽ hướng dẫn cho các bạn một công thức cực kỳ đơn giản, nhưng sau khi xông hơi xong, bạn sẽ cảm thấy da căng bóng và hồng hào nhé. Ở clip đầu tiên, Win có hướng dẫn cho các bạn về clip xông mặt bằng lá trầu không. Còn clip này sẽ gồm nhiều nguyên liệu hơn một chút thôi, đó là muối hột và lát chanh và thành phần chính rau tí tô nha. Xông mặt bằng lá tí tô là một trong những biện pháp làm đẹp đang được chị em yêu thích nhất hiện nay. Bởi lá tí tô có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu và những chất này có tác dụng trị mụn, kích thích tái tạo da, cải thiện sắc tố, làm sạch sâu lỗ chân lông, sát khuẩn tiêu viêm và tăng cường sức đề kháng cho da. Và làm đẹp bằng lá tí tô không chỉ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, chi phí mà còn rất an toàn cho làn da của mình đó. Bên cạnh đó, có một điều Win cực kỳ yêu thích cái liệu pháp này, đó là giúp tinh thần thư thái, giảm căng thẳng và giúp ngủ ngon hơn. Xông mặt bằng lá tí tô là một liệu pháp giúp tinh thần thư thái, giảm căng thẳng, mệt mỏi, từ đó giúp bạn ngủ ngon hơn, lấy lại tinh thần, sức khỏe sau những ngày làm việc vất vả. Vậy thì da bị mụn thì sao? Win sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài xông hơi rất hiệu quả dành cho da mụn nhé. Nguyên liệu gồm các củ sả đập dập, vài lát chanh tươi và vài lát gừng tươi thôi là đủ cho các bạn xông mặt giúp trị mụn và chống lão hóa rồi nhé. Nếu thấy clip có ích thì hãy ấn theo dõi kênh của mình nhé. Chào các bạn.